4 đô thị lớn nhất của Bình Dương giãn cách theo chỉ thị 16. Số ca mắc COVID-19 đã vượt ngưỡng trên 1.000 người. Các đô thị lớn nhất của Bình Dương và giáp với thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đều áp dụng chỉ thị 16. Ngày 9 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã quyết định áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 trên toàn địa bàn thành phố cho đến khi có thông báo mới. Quyết định này được đưa ra sau khi có nhiều ca mắc mới trong cộng đồng ghi nhận tại Thủ Dầu Một. Trong đó thì có khu vực phường Chánh Nghĩa và nhiều ca mắc là công nhân của nhà máy có trụ sở tại Thủ Dầu Một. Như vậy, cả 4 đô thị lớn nhất của Bình Dương giáp với thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã giãn cách theo chỉ thị 16 gồm Dị An, Thuận An, Tân Uyên đã giãn cách trước đó và Thủ Dầu Một. Tới trưa ngày 9 tháng 7, Bình Dương ghi nhận thêm 65 ca COVID-19. Lũy kế đã có 1.118 ca mắc trong cộng đồng. Bình Dương trưng dụng ký túc xá khu A Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Dị An, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông và Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương thành phố Thủ Dầu Một làm khu điều trị COVID-19. 70% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được yêu cầu làm việc ở nhà, không đến trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương là tòa tháp đôi 22 tầng, nơi đặt trụ sở của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và hầu hết các sở, ngành. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.